ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Đỗ Phước Tài, 28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023, anh D, 28 tuổi, có tổ chức uống bia, hát karaoke tại nhà cùng với Tài, anh T, 31 tuổi, và một số người khác. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Tài đã say rượu và ngỏ ý giải tán ra về thì anh T không đồng ý. Lúc này, Tài và T phát sinh mâu thuẫn cự cãi. Anh T dọa sẽ dùng súng bắn chết nên Tài tức giận lấy một con dao Thái Lan tại nhà của anh Đạt đâm một nhát trúng vào vùng ngực của anh T. Anh Đạt can ngăn, giật lấy con dao ném đi. T được anh Đạt và người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Châu Thành nhưng đã tử vong. Biết anh T tử vong, Tài đến công an xã Tân Hòa Thành đầu thú đâm chết bạn nhậu và giao nộp hung khí.